Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bài chia sẻ của tôi hôm nay muốn nói về cây gậy quyền năng. Thi Thiên 66, câu 8 đến câu 15. Lời Chúa có nói rằng: Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta siêu tỏ. Khi chúng ta đọc câu kinh thánh này, bạn và tôi là con người dưới đất này, thấy ra mình tưởng tượng Chúa bảo vệ mạng sống của chúng ta. Ngài không cho phép chân chúng ta siêu tỏ, kiểu như người mẹ chăm sóc con của mình vậy. Mỗi một lần đi vấp ngã một cái là: Ôi, tại sao con lại ngã? Ông ra bế nó lên. Chúng ta thương kiểu thương hại, thương mà lại hại con. Có những người mẹ khi con mình đi vấp phải cái loa, nó khóc ai, bà mẹ chạy lại nói: Chừa cái mặt mày này mà làm cho con của bà đau à. Cái kiểu mà chúng ta hay bảo vệ con của mình như vậy đó. Thế ra khi đứa con đó lớn dần lên, ai nó làm đau nó, lập tức nó phải xử lý bằng cách trả thù. Bởi vì mẹ nó đã gieo cho nó biết là rằng nó không phải là nguyên nhân, mà cái này là nguyên nhân này. Thế ra phải xử lý cái này này, chứ không phải xử lý cái mắt nhìn của nó, cần phải cẩn thận. Lời Chúa nói rằng chính Ngài bảo tồn mạng sống của chúng ta, không cho phép chân chúng ta siêu tỏ. Bằng cách nào để chân mình không siêu tỏ? Bằng cách nào để mạng sống mình được bảo tồn? Không phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi đã vào trường cai nghiện, trung tâm cai nghiện tại Hòa Lạc. Tôi gặp hơn 20 con người đó. Vào trung tâm số 2 đó là nam là 1.000 người, nữ là 1.000 người, phần lớn ở trong đó là con ông cháu cha. CCCP, các chú cứ phá. Vì bố mẹ luôn bảo vệ con kiểu như vậy, cho nên trở thành hư. Chúa của chúng ta bảo vệ mạng sống của mình, không cho phép chân siêu to bằng cách nào? Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Hãy nhắc lại cùng tôi từ luyện bạc. Tôi đã từng buôn bán tại bên Nga bằng cách mua hết thảy vàng, xong tôi luyện lại đưa sang Ba Lan cục như vậy này. Và hiểu được rằng luyện vàng kiểu gì. Ở đây Chúa muốn cho mưa gió không làm cho bạn bị dí. Nếu như bạn được tạo ra bởi chất liệu là vàng, sắt và tôn sẽ bị dí. Nhưng mưa gió sẽ đánh bóng bạn nếu như bạn làm ra từ vàng và bạc. Chúa sẽ luyện chúng ta ở trong lửa, Ngài luyện chúng ta ở trong nước, để chất liệu chúng ta làm ra bằng vàng ròng và bằng bạc. Và nếu như bằng bạc và bằng vàng thì bão tố và hết thảy những điều đang xảy ra ở bên ngoài không làm chúng ta bị gì. Tôi học trường mỏ, và học mỏ chúng tôi biết được rằng than đá với lại kim cương, thành phần cấu trúc, thành phần nguyên tố ở bên trong giống hệt nhau. Lắng nghe này, than đá và kim cương, tố chất nguyên tố bên trong giống hệt nhau. Nhưng than đá dẫm chân một cái là vỡ. Còn kim cương, người ta biến những cái kim cương đó, viên nhỏ nhỏ đó, trở thành những mũi khoan, có thể cắt được cả kim loại nữa. Sự khác biệt nào giữa than đá với lại kim cương? Bằng cách họ đưa than đá xuống một độ sâu 150 km dưới lòng đất, với nhiệt độ 1.200 độ C, và với một áp suất 150.000 atmosphere. Thì khi đưa than đá với độ sâu như vậy, với nhiệt độ như vậy và áp lực như vậy, thì sau một thời gian than đá trở thành kim cương. Bởi vậy cho nên, hỡi anh chị em, có nhiều điều khó xảy ra với bạn, khổ xảy ra với bạn. David phải trả giá 13 năm chạy hết hàng này tới hàng khác. Joseph phải vào tù ra tội 13 năm để làm gì? Không phải Chúa muốn hành hạ chúng ta. Có nhiều người nói rằng: Ôi, con người đó bị bệnh nan y, Chúa phạt. Ôi, con người đó bị bệnh tâm thần. Anh chị em hãy từ từ phán xét rồi. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, chưa kết thúc. Mọi người hiểu không ạ? Chưa kết thúc. Bởi vậy cho nên ở đây Chúa rèn luyện chúng ta. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng của chúng tôi. Chúa đem chúng ta vào lưới. Nếu bạn đã từng bị mắc lưới, nếu bạn đã từng nhìn thấy con gà bị mắc phải dây tóc, thì bạn thấy rằng nó vừa đi vừa ngã, vừa đi vừa ngã. Nó không hiểu vì sao nó ngã, nó nhìn không thấy cái gì. Bởi vì gà chỉ nhìn thấy run thôi, nó không hề nhìn thấy cái tóc mắc ở dưới chân.
cần sự khôn ngoan khi mà Chúa đưa vào lưới. Ở trong lưới không dùng sức mạnh được. Tiếp theo, Ngài chất gánh nặng quá trên lưng chúng ta, không phải chỉ gánh nặng nhá, mà là gánh nặng quá. Mấy con có nghe hiểu được tiếng Việt không? Mục sư đang cố gắng nói chậm và tròn tiếng cho các con hiểu được đấy. Chất gánh nặng quá trên lưng của chúng ta. Khi chúng ta tập fitness, nâng tạ nhẹ thì tay nó không còn đau nhiều, nhưng càng nặng hơn bắp càng đau, và bắp càng đau thì cơ càng phát triển tốt hơn. Chúa đang tập cho sức nặng mà bạn có thể mang được. Chúng ta cầu nguyện cho phân hưng tại Việt Nam. Anh chị em ơi, tôi về Việt Nam nhìn thấy, nếu như không thay đổi lòng của mình, nếu như Chúa không luyện chúng ta, tôi nói thật, không chịu nổi được đâu. Không chịu nổi báo chí chửi đâu. Không chịu nổi những lời vu khống đâu. Bởi vậy cho nên Chúa sẽ tập chúng ta chịu đựng khi người ta ném phân vào mặt. Chúa chịu đựng chúng ta khi người ta ném đá vào nhà của chúng ta. Có một người khuyên tôi một câu rất là khuyên hay: khi người ta ném phân vào nhà của bạn, đừng vứt phân lại họ, mà hãy góp phân lại và trồng rau. Rau đến mùa gặt rau bán cho hàng xóm và nấu canh cho họ ăn. Họ nói rằng sao mà cái rau ngon thế, thì bạn trả lời giống như Trạng Quỳnh nói rằng là bởi vì phân của ông. Khi người ta ném đá vào nhà bạn, đừng cầm đá ném lại họ, mà hãy nhặt những viên đá đó để làm một cái nền móng cho nhà của bạn vững chắc. Nếu người ta ném gạch vào nhà của bạn, hãy lấy những viên gạch đó để xây nhà cho nó tốt. Nếu người ta ném gỗ vào nhà bạn, người ta ném cây vào nhà của bạn, thì hãy lấy cái đó mà nấu cơm. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Bật tiếp câu kinh thánh phía dưới nào. Hallelujah. Câu phía dưới 11, 12, ok. Chúa khiến người ta cưỡi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước. Chúa khiến, Chúa cho phép. Chúa cho phép David bị chà đạp. Chúa cho phép David bị xỉ nhổ, bị ném đá. Nhưng hãy nhớ này, xa vào tay của Đức Chúa Trời thật là đáng kinh khiếp. Chúa mà đã xử lý thì vô cùng là kinh khủng. Bởi vậy cho nên hãy tiếp tục bước đi trong sự rèn luyện của Ngài. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Hãy nói với người lân cận rằng Chúa đưa chúng tôi ra nơi giàu có. Amen. Giàu có này có nghĩa là giàu có. Giàu có này có nghĩa là nơi rộng rãi. Giàu có này có nghĩa là nơi cao. Giàu có này có nghĩa là sự tôn trọng. Giàu có này là hết thảy những điều tốt đẹp nhất mà từ sâu thẳm lòng của bạn và tôi ước ao. Nhưng hãy nhớ một điều, để có cái đó bạn và tôi phải trả giá. Ai có biết Benihin là ai không? Nhớ 2 năm trước ông làm gì ở cái hội thánh gần đây không? Hết thảy những điều đó, Chúa nhắc lại cho tôi ở Việt Nam. Không đơn giản để mà có những điều đó xảy ra, phải trả giá. Phải trả giá. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng phải trả giá. Và bây giờ tôi muốn cho anh chị em xem một số hình ảnh để chúng ta nhìn thấy rằng là không phải là anh chị em đồng đi với tôi mà không biết đi đâu. Có thể bật lên hộ một số hình ảnh mà tôi đã chuẩn bị trước ở trong mạng được không? Cảm ơn Thanh. Đây, có nhìn thấy rõ không? Hay tắt hộ. Ok, cảm ơn. Đây là bà bác của tôi. Bà này là bà chị thứ 3. Nhà của mẹ tôi có 7 chị em, gọi là 7 chị lùn. Người cao nhất 1m48 là mẹ của tôi, là hoa hậu. Còn người thấp nhất là 1m43. Mỗi lần chê bà là sao lùn thế, bà nói rằng mẹ lùn để con được cao. Và đây bà bác này, bà bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi qua sự thăm viếng bà mới học được bài học. Tôi kêu gọi mọi người hãy đi kiểm tra định kỳ sức khỏe của mình, cứ 6 tháng một lần. Bà bác này đã đi kiểm tra sức khỏe muộn quá, và người ta phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối rồi, ung thư phổi. Và khi về nhà cầu nguyện, bà đã tiếp nhận Chúa Giêsu qua một người khác. Bà đã nghe lời Chúa cầu nguyện, bây giờ bà tươi tỉnh hơn. Và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe của bà và kêu gọi mọi người cứ tiếp tục cầu nguyện. Amen. Dạ, bà bác, tiếp theo nào. Đây là mẹ của tôi, người cao nhất làng. Dạ. Đây là bà Trần Thúy Hảo, hai khuôn mặt giống nhau không? Dạ. Và một điều đặc biệt là đây là sinh nhật đầu tiên. Sinh nhật đầu tiên mà bà ta được làm. Khi mà
Khi mà nói làm cái bánh xong phun lên, bà nói rằng vẽ chuyện đừng đừng tiếc tiền. Nhưng mà khi nó phun luôn độ phun gọi là pháo hoa lên á, bà vỗ tay hát Happy Birthday to you. Sau đó nói nhỏ vào tai, mẹ chưa bao giờ sung sướng vui như ngày hôm nay. Bảo thế tổ chức sinh nhật nó vui thế à? Tôi nói rằng tại vì mẹ đâu có làm cho con bao giờ, thành ra mẹ chưa bao giờ được làm hết ạ. Và đây là lần đầu tiên bà được làm, thành ra vừa về thăm được bác, lại vừa đúng cái dịp sinh nhật của mẹ tôi. Trước đó một hôm bố tôi có nói rằng ngày mai sinh nhật bà đó hả, nói cho tôi để tôi nghe đấy. Tôi bảo thế bố có làm gì không? Ông nói rằng chỉ cần nói ra với yêu là đủ rồi. Và tôi biết đó là cái bài ca không quên của hết thảy những ông đàn ông. Chỉ cần yêu là đủ rồi. Và tôi đã nhờ một cô thanh niên ở Hội Thánh Mỹ Đình sáng sớm phải mang cho mục sư một bó hoa, vì tôi bị quên. Tôi quên ngày sinh nhật của mẹ tôi. Và sáng hôm sau bà dậy nhận bó hoa. Bà cứ đi lại bà nói, nó mua hoa lúc nào nhỉ? Nó mua hoa lúc nào nhỉ? Mà tối qua về nó có cầm cái gì đâu. Bạn ơi, có thể mẹ của bạn đang cần một bó hoa nào đó mà bạn nhờ ai đó mang tới cho mẹ của bạn. Hãy làm thử xem. Có thể cái đó là một thang thuốc còn bổ hơn cả hết thầy thuốc kháng sinh mà gửi từ Đức về nữa cả. Dạ, xem tiếp nào. Đây là những người nghiện xì ke ma túy ở một trại cai nghiện tại Hòa Lạc, hơn 20 người. Và một điều đặc biệt là họ đã quyên góp tiền để mua cho tôi một cái áo sơ mi. Và đúng chủ nhật sau đó tôi vì họ mà phải mặc cái áo sơ mi đó. Và nói cho ống kính rằng anh chị em đã từng ăn trộm ăn cắp tiền của người khác để trích thuốc viện. Ngày hôm nay anh chị em đã quyên góp tiền mua cho tôi một cái áo sơ mi ở Việt Nam. Tôi mặc vì cớ bạn. Tôi mặc vì cớ là bạn đã mang lại hữu ích cho người khác. Đây là những con người toàn các ông cháu cha. Có đứa 17 tuổi trẻ nhất, còn người già nhất là 60 tuổi. Chúng tôi ngồi ăn chung với nhau. Tiếp theo nào. Trời rất là nóng. Và ở trên cổ phải đeo một cái, tôi phải mang một cái khăn ướt để lau mồ hôi. Và họ đang ngồi nghe ở trong cái trại cai nghiện đó. Rất là yêu mến Chúa. Đi tiếp nào. Đi tiếp nào. Đây là bữa ăn, cùng ăn với họ. Họ rất yêu mến Chúa, họ tự làm, họ nuôi ngan. Họ có mang từ rừng luôn, vì nó nằm sát rừng mà họ đi mang về. Tất cả đều là bio hết, toàn là đồ tinh sạch hết ạ. Đi tiếp. À, một điều nữa là đang ngồi như vậy trời nóng quá. Cái người mà phụ trách họ nói rằng: "Anh em, mở máy điều hòa lên." Tôi nhìn xung quanh đó, đâu có gì máy điều hòa. Bỗng nhiên ngồi mồ hồ xong thấy rào, hóa ra họ cho một cái máy bơm nước ở trên mái tôn, cứ thế xả nước dầm ở trên này. Là họ tự tạo ra cái máy điều hòa theo kiểu của họ ở núi rừng đó. Đây là cái bếp, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cái bếp hồi bao cấp. Họ đun bằng củi, cái này đã tôi bị ăn đòn rất là nhiều lần. Bởi vì không làm sao cho củi ướt mà nó cháy được. Và nồi cơm luôn luôn bị khê hoặc sống. Thế ra nhìn thấy cái này tôi đứng chụp ảnh, lâu lắm rồi mới nhìn thấy nó. Tiếp nào. Đây là cầu nguyện cho những người mà họ được giải phóng, họ có những ước mơ. Tôi nói rằng anh chị em, chúng ta gặp nhau ở đây á, đó là khởi đầu của những ước mơ lại. Đừng đánh mất ước mơ. Đừng đánh mất ước mơ. Có một sinh viên đại học năm thứ hai, trường Bách Khoa, bị sa vào nghiện ngập xì ke 6 năm cũng ở trong này. Anh ta dường như không còn lối thoát, không còn một cái cơ hội nào hết á. Nhưng khi gặp Chúa, cuộc sống được thay đổi, bắt đầu khởi lại ước mơ, khóc trong nước mắt nói rằng: "Mục sư, tiếp tục cầu nguyện cho em để em bước ra trở thành một con người khác." Tiếp theo, chỉ có Chúa mới thay đổi lòng người thôi. Amen. Đây là một chuyện kỳ lạ nữa. Chúng tôi đến một cái nơi mà đó vì một cái lý do gì đó mà cuối cùng không tổ chức truyền giảng được. Một người giám đốc của một bệnh viện tự xây một bệnh viện của mình, chữa trị cho người bệnh. Và ở đó có một cái phòng tầng 4 dành cho thờ phượng Đức Chúa Trời. Đáng nhiên tôi phải đến đó giảng, nhưng vì lý do nào đó rất là nhạy cảm mà không thể giảng được tại nơi đó. Chúng tôi phải chui vào một cái phòng 18 m², 43 người nhét vào trong này. Ở trong đó có mẹ của ông Định ngồi ở đây đấy, rồi em dâu của ông Định ngồi ở đây đó. Đó. Nào, bật lại tiếp theo. À, họ ngồi như vậy này, nhìn giống như là họ đói lắm. Họ ngồi há miệng như vậy để nghe này. Họ ngơ ngác ở trong này đó. Có 5-6 đại gia của Bắc Giang đấy, có người chủ tịch hiệp hội thương gia tại Bắc Giang ngồi trong này này, chứ không phải là người bình thường đâu. Như tất cả ngồi chung với nhau trong sự ép dò. Và họ nghe lời Đức Chúa Trời. Đi tiếp. Đây là Hội Thánh Đắc Thắng. Cái áo mà tôi đang mặc, áo sơ mi kia, là áo của những người nghiện, những kẻ trộm cắp ngày xưa đã quyên góp lại được. Họ có 500.000 để mua cái áo đó. Đây là Hội Thánh Đắc Thắng tại Hà Nội. Chú ban cho họ một cái biệt thự có thể chứa được. Ở đây hôm đó nhóm 160 người lớn.
Dạ, ở đây có thể chứa cùng lắm được 200 người, nhưng mà phải ngồi kẹt nhau. Thầy giáo hãy cầu nguyện cho họ để có một chỗ rộng hơn. Họ cần có chỗ rộng hơn, gấp đôi, gấp ba lần như thế vậy. Amen. Bằng giờ này năm ngoái, chúng tôi cầu nguyện cho có một căn phòng nhóm khác. Và bây giờ Chúa ban cho nơi này, nhưng mà chỉ một năm thôi, họ đã chặt rồi. Bởi vậy cho nên hãy cầu nguyện để Chúa ban phước cho. Bà Nguyễn Hưng hay đến đây ở nhóm, thờ phượng Đức Chúa Trời. Nào, đi tiếp nào. Đây là ban tôn vinh họ hát, đi tiếp, cũng là nơi đó. Đây là cái áo sơ mi này, tại sao tôi phải đưa lên để cho mọi người nhìn thấy rằng á, không phải vì tôi khoe đẹp trai đâu, mà tôi chỉ đơn giản muốn cho mọi người nhìn thấy cái áo của những người nghiện ngập họ mua để tặng. Đi tiếp nào. Đây là đi vào Sài Gòn rồi. Đây là một nữ thương gia, có một cái nhà máy 200 công nhân. Bà mời tôi đến để giảng cho công nhân. Đi tiếp nào. Đây là những công nhân này. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Nha. Họ hát rất là tự nhiên. Họ học rất là say sưa. Có những đứa có 18 tuổi không có học gì hết á, bị thất học, đã đi vào đó để làm công nhân lắng nghe lời Chúa. Tôi hỏi là con có muốn học nữa không? Nó bảo còn gì đâu để mà ước mơ nữa, thôi cứ làm công nhân để mà gửi tiền về cho mẹ. Tôi nhân nói con ạ, mục sư đã từng mất ước mơ như con đó, nhưng mà Chúa sẽ phục hồi lại, miễn là có Ngài. Đã, họ hát ca ngợi Chúa. Đi tiếp. Đây tôi đứng giảng, đi tiếp nào. Đây là một người giám đốc một cái xưởng may khác. Mọi người nhìn thấy không? Chúa cho gặp những người nghiện ngập đáy cùng của xã hội và những người giàu có của Sài Gòn. Đi tiếp. Đây là một buổi nhóm thương gia của những người giám đốc nhà hàng, giám đốc khách sạn, giám đốc những resort ở Mũi Né. Họ đi trở về đó để họ tập hợp lại nghe giảng. Và họ nói rằng lần sau họ cho chúng tôi biết trước lịch để chúng tôi tập hợp lại những thương gia khác, bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi cần những gì mà các anh các chị có. Chúng tôi cần lời Chúa như anh có. Họ đã nghe. Họ đã nghe rất nhiều những bài giảng ở trong mạng. Và họ cảm ơn là vì nghe những lời như vậy mà họ tập hợp lại được khi nghe tin tôi vào Sài Gòn. Đi tiếp theo nào. Đây là buổi truyền giảng ở trong hội thánh của mục sư Phạm Đình Nhẫn, là người đã là chủ tịch hiệp hội Fellowship tại Hà Nội, đã từng tổ chức buổi truyền giảng tại Mỹ Đình 15.000 người đến 20.000 người nhóm lại năm 2009. Dạ, tôi giảng ở trong hội thánh của ông. Người cao cao ở phía trên kia, mọi nhìn thấy không? Cao cao đầu kia là Matthias. Người cao nhất trong buổi nhóm. Dạ, anh chị tôi cũng nhóm ở đây. Đi tiếp. Có 10 người đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Đây là mục sư Phạm Đình Nhẫn. Và một điều đặc biệt, khi mà nhóm xong buổi nhóm đó, họ ngồi ăn với nhau các mục sư đó. Họ nói rằng chúng tôi sẽ cầu nguyện cho một ngày truyền giảng ở sân vận động tại Sài Gòn. Tôi hỏi thế à? Thì sao? Tại sao lại nói với tôi? Họ nói rằng muốn mời mục sư tới giảng sân vận động đó. Dạ. Yeah. Vậy cho nên anh chị em ơi, hãy cầu nguyện. Hallelujah. Nó không phải tình cờ, hết thảy những điều đang xảy ra nó không phải tình cờ đâu. Và khi nghe những điều như vậy, lòng của tôi không hề có sự kiêu ngạo. Tôi sợ. Chúa ơi hãy thương xót con, Chúa ơi hãy thương xót lấy con. Không phải đơn giản đâu, gánh nặng chất quá trên vai chúng ta đấy đó. Bất cứ thành công nào đều có những cạm bẫy, bất cứ đỉnh núi cao nào đều có những thung lũng của sự chết đợi ở phía dưới. Hãy cẩn thận. Amen. Đi tiếp nào. Đây là một cái buổi nhóm khác của mục sư Trầm, là người mà hiện tại bây giờ tại Việt Nam là nổi tiếng, được ơn đuổi quỷ khắp vùng Tây Nam Bộ. Và vừa rồi ông ra Hà Nội, ông có những khóa huấn luyện, bởi vì quỷ nhập nhiều quá, nhiều người bị quỷ nhập quá, không phải bị thần kinh nhá, họ bị quỷ nhập đàng hoàng luôn. Họ nói những tiếng ngoại ngữ, họ nói tiếng Trung Quốc mà không ai học ở đâu hết. Họ trườn như rắn, họ gầm như sư tử, họ hí như ngựa. Và khi trục xuất như vậy, họ được trở thành con người khác. Đây là một sư Trầm đang đánh đàn vậy. Đi tiếp nào. Ồ, tại sao nó ra cái này? Còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Hết sạch rồi đúng không? Ok, chúng ta hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Đã. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng cúi đầu cầu nguyện nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài đã tôi luyện chúng con. Và chính lời đó đã giúp cho Joseph được tôi luyện. Và khi lời đó thử rèn ông xong rồi, thì lời hứa mà Chúa hứa với ông sẽ được thành. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho hết thảy những công việc mà Chúa kêu gọi chúng con làm, mang đúng ý muốn của Ngài, dâng vinh hiển cho Ngài và vì cớ danh của Chúa. Cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Anh chị em đã mệt chưa? Ok, tôi sẽ chia sẻ một chút rồi sẽ kết thúc.
Sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 đến câu 22. Chúng ta rất là cần hoàn cảnh thực tại bây giờ. Có rất nhiều điều cần phải giải quyết trong đời sống cá nhân của chúng ta, trong đời sống hội thánh và trong gia đình nữa. Bởi vậy cho nên đây là lời cầu nguyện của Phao-lô cho hội thánh Ê-phê-sô. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển. Hãy nhắc lại cùng tôi từ Cha Vinh Hiển. Hãy nhắc lại một lần nữa Cha. Tôi cùng vợ tháng 8 cùng với gia đình qua Mỹ trong buổi truyền giảng nọ tại California. Sau khi giảng xong thì Danny lại gần tôi, nó ngước mắt lên nói: Papa, con muốn nói với Papa một điều. Tôi bảo: có chuyện gì con? Nó nói rằng: cảm ơn ba vì con được làm con của ba. Tôi bảo: ủa, con nói gì? Nó nói lần thứ hai: cảm ơn ba vì con được làm con của ba. Tôi xoa đầu nó, ôm nó và tôi nói rằng: con cũng là niềm vinh dự của ba nữa đấy. Nhưng mà khi ngồi xe đó thì có một sự dạy dỗ ở trong lòng của tôi này. Chúa hỏi tôi rằng: con đã bao giờ thực sự cảm ơn ta vì con được làm con của ta chưa? Mọi người hiểu không ạ? Chúng ta luôn cảm ơn Cha khi nhận được cái này này. Cảm ơn Cha bởi vì Ngài cho con cái này này. Cảm ơn Cha bởi vì Ngài chữa lành cho con cái này này. Chúng ta luôn tìm kiếm cái gì ở trong tay của Ngài mà không tìm kiếm mặt Ngài. Mỗi lần tôi đi công tác về, mở cửa là nhà tôi có hai đối tượng ra đón tôi. Một đối tượng là hai thằng hoàng tử chạy ra xem tay ba có gì không. Còn một đối tượng là một người, một phần của đời tôi, chạy ra ôm tôi và nhìn mặt của tôi và hôn. Hai đối tượng đó đón tôi hoàn toàn động cơ khác nhau. Một là đón tôi, còn hai tên kia là tìm cái gì mà trong tay tôi có. Bởi vậy cho nên anh chị em, bạn với Cha của mình như thế nào? Chúng ta cảm ơn Cha bởi vì cái gì tốt xảy ra với mình à? Hay là chúng ta tập cảm ơn Cha bởi vì Ngài là Cha, còn con là con? Kể cả không nhận được điều gì hết thì con vẫn cảm ơn Ngài mà. Kể cả bố mẹ không giỏi bằng người hàng xóm, không giàu bằng người hàng xóm thì con vẫn là con của bố mẹ mà. Bởi vậy cho nên ông nhắc trước khi hết thảy mọi điều phía dưới là Cha Vinh Hiển. Đức Chúa Trời đó là Cha Vinh Hiển. Tôi là mục sư của nhiều người nhưng chỉ là cha của hai đứa con. 2 giờ sáng Jeremy dậy và nói rằng: Papa Poland, có nghĩa là đi toilet đấy. Lập tức tôi bế con tôi ra toilet cho sau khi dội nước xong bế trở lại ngủ vì tôi là cha của nó. Nếu như Đạt nửa đêm gọi điện thoại tôi: mục sư ơi, Poland, tôi bảo: tự mà đi. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Sự khác biệt giữa cha và con. Bởi vậy cho nên khi Đức Chúa Trời là Cha Vinh Hiển đó thì bạn và tôi cầu nguyện chắc chắn Cha sẽ trả lời nếu điều đó tốt với mỗi chúng ta. Tiếp theo ông cầu xin gì? Xin Cha Vinh Hiển đó ban thần trí của sự khôn sáng, thần trí của sự tỏ ra để nhận biết Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi: thần trí của sự tỏ ra. Hãy nhìn cái áo này đang che khuất cái loa. Bạn không hề nhìn thấy cái loa nếu như bạn bước vào đây lần đầu tiên. Nhưng khi tôi làm hành động như vậy này, cái này gọi là sự tỏ ra. Tôi vén cái gì đã che mà khuất khỏi anh chị em. Đây là hành động tỏ ra. Hành động này không tạo ra cái loa. Hành động này chỉ cho mình nhìn thấy cái loa đã có sẵn ở đây rồi, chứ không tạo ra cái loa. Bởi vậy cho nên Phao-lô nói rằng: hãy xin Cha Vinh Hiển ban thần trí của sự tỏ ra cho anh em những điều mà Chúa Giê-xu đã làm 2000 năm trước trên thập tự giá rồi mà bây giờ che mắt khỏi chúng ta. Xin Chúa mở mắt lòng của anh chị em nhìn thấy quyền năng, sự giàu có, sự khôn ngoan. Đây là hành động của sự tỏ ra. Tiếp theo, thần trí của sự khôn sáng. Khôn sáng có nghĩa là gì? Không phải chỉ nhìn thấy mà còn đoạt nó cho mình nữa. Không phải chỉ nhìn thấy mà còn biết nó sở hữu thuộc về mình. Câu thánh kinh tiếp theo, trước đó, ok, câu 18, lại soi sáng con mắt của lòng anh em. Hãy nhắc lại cùng tôi: mắt lòng. Không phải mắt này nhá. Chúng ta có cái mắt này để mà xem, mắt này để mà xem tivi, xem phim, xem đá bóng. Còn có một mắt thứ hai ở trong tâm trí của mình đây này,
mắt trong tâm trí này để nhìn, nhìn người để xác nhận người này là người luộm thuộm hay là người ngăn nắp, người này là người có học hay là người vô học, người này là người biết nhiều hay là người biết ít. Mắt tâm trí này nhìn con người. Còn có một loại mắt thứ ba là mắt lòng. Mắt lòng ở trong lòng này để thấy được điều người bình thường khác không thấy. Bởi vậy cho nên Chúa nói hãy xin Cha vinh hiển đó mở mắt lòng. Tôi xem đá bóng 16-17 năm trước, tôi nhìn các cô gái. Nhưng đúng năm 99 tôi thấy được một người là vợ của tôi. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Xem đá bóng bằng mắt này, tìm vợ bằng mắt tâm trí. Nhưng mà đúng thời điểm thì Chúa mở mắt lòng để thấy được một trong số những cô đó là vợ của mình. Mở mắt lòng hầu cho nhận biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Hãy nói cùng tôi, sự kêu gọi. Sự kêu gọi có nghĩa là điều bạn sẽ là ai trong tương lai. Sự trông cậy ở đây có nghĩa là hy vọng vào điều đó. Nếu Chúa hứa với bạn 5 năm nữa bạn sẽ tới chỗ này để giảng, thì bây giờ nhá, có bị ốm, bệnh nan y, tôi nói không chết được. Mọi người hiểu không? Con trai của tôi tháng 8 trước khi bay sang Mỹ, Jeremy bỗng nhiên khóc òa lên, nói với mẹ rằng: mẹ ơi, Jeremy sợ sang Mỹ lắm. Mẹ nó bảo: có chuyện gì? Nó nói rằng: bây giờ máy bay rơi nhiều lắm, mình đi như vậy rơi xuống chết cả nhà. Mẹ đã nói rằng: tại sao bay về Việt Nam còn không sợ, bay sang Mỹ lại sợ? Nó nói rằng: bay về Việt Nam là bay trên lục địa rơi xuống không xa, nhưng bay sang Mỹ bay qua biển rơi xuống ai cứu ba, vì ba không biết bơi. Vợ tôi đưa nó lại gần tôi, nói: anh giải quyết phi vụ này. Nó đứng mà mắt rất là chân thành khóc nha. Tôi nhìn thấy con của tôi gọi Danny lại gần đây. Danny bảo: để làm gì? Tôi nói rằng: ba sẽ nói bằng tiếng Việt, nếu mà em có không hiểu hết con sẽ dịch ra bằng tiếng Đức cho em con hiểu. Tôi nói rằng: con ơi, năm 93 Chúa hứa với ba rằng sẽ còn giảng ở sân vận động. Bây giờ nếu như chuyến bay này mà nó có rơi thì cả nhà mình sẽ không chết được. Năm 93 hứa về sân vận động, nó sẽ không thể chết được nếu như sự kêu gọi đó bạn chưa làm xong. Amen. Và chính cái này này, 6 tháng vừa rồi tôi cứ bám vào nó thôi. Chúa ơi, sự kêu gọi của Ngài, con để sự trông cậy vào nơi đó, con đặt hy vọng con vào nơi đó. Có nhiều kẻ đang muốn cô lập, có nhiều kẻ đang muốn đẩy con vào đồng vắng, có nhiều kẻ muốn tôi phải quỳ gối ăn xin. Nhưng sự kêu gọi này này rất là quan trọng. Mọi người hiểu không? Nó cực kỳ là quan trọng khi mình bám vào nó bằng tay, bám vào nó bằng chân và bằng cả răng nữa cả. Ở bên Mỹ có một người mục sư hỏi tôi rằng: tại sao bài giảng của mục sư nói rằng bám sự kêu gọi bằng tay, bằng chân và bằng cả răng nữa? Tôi nói rằng lời hứa của Chúa trên đời sống của chúng ta ôm bằng tay. Phụ nữ có cái môn gọi là làm móng tay rất là quan trọng cho nó sắc, bám chặt. Ôm bằng chân. Còn điều thứ ba nữa đó là bằng răng nữa, cắn giống như chó vậy, không thể mà rời ra được. Khi bám vào như vậy, tôi nói như vậy không phải là mình là chó đâu nha. Trong khi Thánh Chúa nói rằng Ngài Thánh Linh hạ xuống giống như hình chim bồ câu, chứ Ngài không phải là chim bồ câu. Tôi đang luôn nói về hành động cắn chặt, chứ không ai nói mình là chó hết á. Và khi bám ôm như vậy thì gió của khó khăn thổi bạn, nhiều khi tay bạn bung ra, chân bạn tung ra. Lúc đó chỉ còn đúng một điều cuối cùng, đó là gì mà người biết không? Răng. Cắn thật chặt vì nó còn mỗi một cái sợi dây duy nhất thôi. Bạn mà mở miệng thanh minh, bạn mà mở miệng cãi họ nhá, thì coi như mất sự kêu gọi rồi. Bởi vậy cho nên hãy quay sang lên cận nói rằng: còn răng thì chúng ta vẫn phải cắn thật chặt. Ok, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Jeremy đoạn 1 từ câu 11 đến câu 12. Chúa nói với Jeremy rằng: ngươi thấy gì? Ông nói rằng: tôi thấy gậy bằng cây hạnh. Và phía dưới nói rằng cây hạnh đó trổ hoa. Sau đó Chúa nói rằng: Đức Giê-hô-va bèn phán: ngươi thấy phải đó,
Ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán, ta đặng làm cho tròn. Hãy nhắc lại cùng tôi thấy. Thấy rất là quan trọng cho bạn và cho tôi. Nếu bạn không thấy, bạn sẽ bị lạc đường. Nếu bạn chỉ đoán theo cách nhìn của con người, bạn sẽ làm theo tính xác thịt của bạn. Hãy thấy trong con mắt thuộc linh của mình mới là điều quan trọng. Thấy sẽ tạo ra bạn một con người vĩ đại. Người bình thường thấy kẻ bình thường thấy. Người thất thường, cái người bình thường thấy mà mình không thấy gì. Còn kẻ phi thường là thấy điều người bình thường khác không thấy. Sự khác biệt giữa con người này với con người khác chỉ nằm ở chỗ bạn thấy gì và bạn không thấy gì mà thôi. Có nhiều người nữ luôn thấy chồng mình là người đuổi hơn chồng hàng xóm. Có nhiều người chồng luôn luôn thấy rác ở trong bữa tiệc mà vợ mình dọn ra. Còn có những con người họ luôn luôn tìm thấy những điều gì tốt đẹp trong đống rác nữa. Cho nên nghề dọn rác đến bây giờ vẫn còn thịnh hành là như vậy nè. Ở đây Chúa hỏi Jeremy, người thấy gì? Và ngày hôm nay Chúa cũng hỏi bạn ngồi tại đây, người thấy gì? Tôi thưa rằng tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán, người thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán ta đặng làm cho tròn. Để mà chúng ta làm được công việc của Ngài, chắc chắn Ngài phải tôi luyện mỗi chúng ta. Để mà hội thánh làm nhiều việc lớn cho Ngài, chúng ta phải thay đổi. Tôi sai nhiều, bạn sai nhiều, chúng ta có nhiều khiếm khuyết, chúng ta cần phải sửa lại. Chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta cần phải mở lòng cho nhau và xin Chúa cho. Không phải là một hội thánh lớn, chưa cần, mà cần một hội thánh anh em ăn ở hòa thuận nhau mới là điều quan trọng. Mọi người hiểu không? Dạ, không có nói xấu sau lưng. Tiếp theo này, xuất Ai Cập ký đoạn 4, tôi chuẩn bị kết thúc rồi đấy. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng trong tay ngươi cầm vật chi, đây là cuộc gặp gỡ của Môi-se với lại Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi của Ngài đang kêu gọi ông quay trở về Ai Cập để đưa dân Do Thái ra khỏi xứ nô lệ. Sự kiện này xảy ra 35-36 thế kỷ trước. Ông đang chăn chiên và Chúa muốn cho 40 năm đầu tiên Môi-se được huấn luyện trở thành một người lãnh đạo. Nhưng 40 năm sau đó ông ở trong đồng vắng, Chúa muốn huấn luyện cho trái tim của Môi-se hạ mình khiêm nhường. Thầy giáo hãy nhớ, không có sự huấn luyện không thể trở thành người thành công được. Bởi vì khi không huấn luyện thành công, đúng lúc thành công là lúc chết đấy. Có nhiều kẻ, nhiều đôi vợ chồng hạnh phúc với nhau khi con cháy cắn đôi. Nhưng khi bắt đầu có 1 triệu rồi là lập tức chia nhau ngay. Cái của tôi, cái của ông, cãi lộn nhau và chia tay nhau. Lúc đang khổ người ta đoàn kết. Nhưng khi bắt đầu có thành công rồi, bắt đầu có nhiều nan đề. Bởi vậy cho nên Chúa phải thay đổi chúng ta trong lòng mình trước khi sự thành công đến. Chúa phải thay đổi lòng chúng ta trước khi sự giàu có tới. Môi-se 40 năm ở trong đồng vắng, ông đang chăn chiên như vậy, bỗng nhiên ông nhìn thấy bụi gai cháy. Chúa kêu gọi ông trở về Ai Cập, 3 triệu người dân của ta cần phải được giải phóng. Ông nói rằng, Chúa ơi, con đâu có tài, ông không còn trông cậy vào sức của ông nữa, con đâu có cái gì đâu. Chúa nói rằng, tay của người có cái gì? Trong tay người cầm cái vật gì? Thưa rằng, một cây gậy. Mỗi một người chăn chiên ở vùng Do Thái, tôi sang đó 2 lần, luôn luôn khi chăn chiên có một cây gậy. Cây gậy này để bảo vệ chiên, cây gậy này để chống cho mỗi khi mình tự vấp ngã. Nó giống như cái chân thứ ba để đỡ mình vậy. Cây gậy này để bảo vệ, cây gậy này mỗi khi mệt ngủ ôm cây gậy như vậy này. Nó là chỗ dựa tinh thần khi mà mệt mỏi. Cây gậy này có rất nhiều ý nghĩa. Và bây giờ Chúa nói, Môi-se trong tay ngươi có cái gì? Ông nói, một cây gậy. Chúa phán, hãy ném xuống đất. Khi Môi-se ném xuống dưới đất, gậy hóa ra một con rắn. Cây gậy trong Kinh Thánh tượng trưng cho con người. Nếu ai bám vào lời Chúa như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo tỷ tiết. Khi Chúa chữa lành cho người bị mù, ông nhìn thấy những người giống như cái cây. Có những con người mà nếu không được thay đổi, họ giống như con rắn vậy. Có những khả năng, có những cái ân tứ mà bẩm sinh. Khi người ta tin Chúa Giê-xu, nhưng những khả năng này không được tái sinh, nó quay lại cắn chết người ta. Hết thảy những khả năng nó cần phải được trao cho Đức Chúa Trời. 2 tháng trước, con trai của tôi cho tôi một tấm ảnh Chúa Giê-xu đứng ôm một con gấu thật là to đằng sau lưng, nói một cháu bé, nó đang cầm một con chó bông, hãy cho ta. Nó bảo, nhưng mà con yêu con chó bông này lắm.
Con trai tôi gửi tấm ảnh đó, tôi nói con không biết con làm gì cho ba. Hãy ném nó xuống, đừng ôm nó. Cây gậy này hãy thả xuống. Và bắt đầu Moses nhìn thấy rắn bỏ chạy, sợ hãi. Những con này sẽ cắn. Nhưng sau đó ông nói một câu nữa rằng Moses chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Moses rằng hãy giơ tay người ra nắm đuôi nó. Nắm đúng cái phần nguy hiểm nhất của rắn. Có bao giờ ai bắt rắn để bắt bằng đuôi? Nó quay lại bổ người đó chết ngay. Nhưng mà theo lời Chúa phán, hãy bắt bằng đuôi, hãy nắm cho phần yếu nhất của người. Nhưng quyền năng ta sẽ làm cho nó trở thành cây gậy quyền năng. Và chính cây gậy này đã rẽ biển đỏ. Chính cây gậy này đã nhiều phép lạ khi Moses giơ lên, nhiều tay và đổ xuống Ai Cập. Bạn ơi, ngày hôm nay Moses đã nắm, giơ tay ra nắm, thì nó hồn lại cây gậy trong tay. Bạn ơi, nếu như bạn đặt mình vào hoàn cảnh của Moses, sợ lắm khi con rắn này đang chuẩn bị cắn mình mà nghe lời của Chúa nắm lấy nó. Đó chính là điều mà tôi nhận được tại Việt Nam. Tôi đã bỏ chạy khỏi hội thánh này 5 tháng. Tôi nói thật đấy, tôi bỏ chạy khỏi hội thánh này 5 tháng. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.